Ôi khi người ta khát nước cao tổ cũng ngọt như nước suối, khi người ta lạnh manh chiếu nào khắc áo ngữ hàng. Đó là những nhu cầu thiết yếu, kết tinh lại để khơi nguồn thành giọt máu chảy tuần hoàn khắp quyết quảng châu thân, làm cho đen ngọn tóc đỏ đầu chân, cho hơi thở đều và chân tay cử đồng, cho biết nghĩ suy, cho tim biết rung động, để nuôi sống từ tấm thân cho đến linh hồn. Ta có thể xem mình chiêu đất kia như là áo ơi ngự hàng, ta có thể săn từng củ chuối để làm bữa cơm đạm bạc như những nhà mà ngỡ rằng đó là rượu đào nữa tung. Khi nào thằng bạn cũng biết như mối thâm tình, như cây thoa hàng di áo dài. Tình bằng hữu, một bát cơm thiêu, một dĩa cà muối mặn. Trước thái độ kính bạc phũ phàng, ta bỗng tiếc nhớ một quãng đời dĩ dàng. Khi hai ta còn là hai thằng hàng xì, cùng nhau nương với một mái thao đường, có lẽ bạc vàng chúng đua ngay quyền thức cao sang là nguồn cội của sự phú phàng, làm tan vỡ nghĩa tri âm tri kỷ. Thì buổi cơm này được dọn bằng mâm vàng chén ngọc, mỹ vị cao lương cũng không thể sánh bằng một đọt cao heo, một củ có tâm. Bằng hữu ngôn lễ nghĩa đường, khác nào lớp sân gã tàu, đêm má chàng tình bằng hữu thâm giao. Dương lễ ơi, lần đầu tiên thằng bạn nghèo thất chi, xa nước mắt tơ mơ dầm. Không phải chỉ đói lạnh, mặc dù ta đói mà để khóc, khóc cho tình bằng hữu đang bị xây mồ trước cổng bằng hữu môn, trước dinh lễ nghĩa đường. Mối tình này sẽ vỡ tan thành từng mảnh vụn như bát cơm tình bạc đã tan tành. Mọi người xin cảm ơn và